chiều tối mà mưa này đấy nhà ơi, mưa mà bầu trời thấy đỏ lắm. Mưa mà trời đỏ lét thật đấy nhà. Không biết đây là hiện tượng gì nữa. Mưa nhưng mà bầu trời thấy đỏ. Cơn mưa chiều chủ nhật buồn. Giờ này thì khoảng chừng 17:30 đấy nè. Chưa đến 18 giờ mà mưa lớn quá trời.
chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.